Hoàng Nguyên mê giai miền Tây, anh Tú bóc phốt Châu Đăng Khoa lo chuyện bao đồng. Không chỉ là mến gái miền Tây đâu, còn nam nữa cũng rất là mến. À, có nghĩa là mấy bạn nam là Nguyên mến cả nam và nữ ở miền Tây luôn. À, bao đồng. Cái từ bao đồng ở đây nó đều có hai nghĩa luôn, là vừa tích cực và vừa không tích cực lắm. Chắc cho hai bạn trả lời trước rồi tới Khoa ha. Tú trả lời trước đi. Ủa sao em hả? À quên, Tú đang mến con gái ở Nghệ An rồi. Bây giờ Nguyên trả lời trước đi. Mến gái miền Tây á thì gái ở miền Tây á rất là dễ mến, thật thà, dễ thương. Lúc đi làm á có những cái khó khăn hay sao á thì đoàn phim được mọi người ở đó chia sẻ hỗ trợ rất là hết mình. Và không chỉ là mến gái miền Tây đâu, còn nam nữa cũng rất là mến. À, có nghĩa là mấy bạn nam nữa. Nguyên mến cả nam và nữ ở miền Tây, còn Tú em thấy là con gái miền Tây mặc đồ bà ba rất là đẹp, và nói riêng về con gái miền Tây thì rất là gần gũi và hòa đồng. Và đó là cũng là một cái đặc tính riêng của người miền Tây, là lúc nào cũng là hòa đồng, lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu hết. Hèn chi mê tôi lắm, thấy mã bà ba mê dữ rồi. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thầm thầm thoáng con. Ai thích là gái miền Tây dễ thương, gái miền Tây này kia nọ, nhưng cá nhân Khoa lại thích sự khẳng khái của người phụ nữ miền Tây. Mà đôi lúc cái sự khẳng khái này nó còn hơi bao đồng một chút xíu nữa. Ví dụ như chuyện nhà mình á, mình chưa giải quyết xong, nhưng chuyện nhà người ta là mình đi đánh ghen là muốn đi đánh giùm rồi đó. Đi muốn làm này làm kia là tối lửa tắt đèn là thấy có nhau rồi đó. Hàng xóm mà một người mà bị một cái chuyện gì đó thôi là bắt đầu cả xóm bu lại giúp. Có nghĩa là người miền Tây không bao giờ bỏ nhau. Gây lộn thì gây lộn in nổi cả ngày sáng đêm vậy đó. Hầu như là giờ nào chuyện mâu thuẫn từ cái quăng bịch gác qua nhà tôi hay là làm gì nhỏ cũng gây lộn, nhưng không bao giờ bỏ nhau khi hoạn nạn. Điểm ưng đầu tiên là rất là nhiệt huyết. Điểm không ưng đầu tiên nói nhiều. Điểm ưng thứ hai đó chính là luôn bao đồng. Cái từ bao đồng ở đây nó đều có hai nghĩa luôn, là vừa tích cực và vừa không tích cực lắm, là vì có những chuyện mà không cần Khoa bao đồng, Khoa cũng bao đồng. Đó là gom trong một số 2. Còn cái điểm ưng thứ 3 là Khoa rất là dễ thương. Và cái điểm không ưng thứ 3 là Khoa... Nhiều khi mình không có thì mình đừng nói, chứ nhiều khi nói dựng dựng lên thì nó cũng không hay. Không, sự thật luôn á. Thì biết rồi, nhưng mà ý là mình không có điểm ưng không ưng thứ 3 là thôi, chứ suy nghĩ lâu quá. À, không ưng thứ 3 là kiểu như thích thể hiện á, hay thích đeo vàng này nọ nhiều lắm. Không rồi, ưng. Rồi xong rồi.